Đây, đây. Dạ người đi. Dạ người đi đúng không? Cây bàn Đây, đây đây. Đánh một bạc đen hết mặt mà bây giờ đánh ở cả cổ gáy gáy nó cũng đen vâng. xì như này này. Thế thì Đấy. Nhưng mà mấy hôm vừa rồi bác có nhiễm lạnh không? chị Bác có nhớ đi được chị đi ra ngoài không? đau đầu xong bắt đầu Chị người có nó thêm khó một liều chịu. nhé. À đau đầu người khó chịu à? Ừ. Vâng. Có xong nó nhức đầu. Nhức đầu đúng rồi đây. Em Những gửi cho người chị mà cái đánh đường như link này thì nhá. á Em gửi cho chị là cái đường link ở để cái chỗ này bác lâu ngày sẽ thì nó vào dễ chị bị nhức xem. đầu này, Thầy rồi hướng mất dẫn chị ngủ nhé. này. Đấy, thiếu Đúng máu em não bị này. thật mất ngủ Đây. nhức đầu mất Mất ngủ ngủ này đây, nhá. để lâu ngày thì nó Chị sẽ gửi sinh ra cho như em vậy. chị Đây là cái nó đường nhiễm link quá lâu nhá. rồi, quá nhiều rồi. Ghê Vâng, luôn này. Kiếp. thì chị vào chị Cổ gửi gáy này. đường vào xem cái đường link Cổ này cho gáy chị có cho hết. xuống dưới Cái thầy này thì hướng bác dẫn chắc là cho em đen chi tiết và cả chi cột tiết sống vào này. như thế nào ấy Đen toàn thì thân chị luôn để đấy. ý giúp em nhé. Ê, Chị đây. làm theo cái bộ Đây này. hướng dẫn nhá, thầy hướng dẫn nhé chị nhé. Rồi. Và em gửi Zalo cho chị rồi Đen. đấy. Nó phản Thì ứng sau đen này đây nhé là chị phản để ứng ý giữa cho bạc thầy và giúp da em thôi. nhé. Chứ có Đấy. bôi gì đâu. Cảm ơn Chị chị. em chị Không vào có Zalo bôi cho gì em cả thì đây gửi cho chị nhé. này. Mày Đấy. Đây, trên mặt đây bác thì qua này có bác vẻ cũng đi vào bao sấy phạt này quần báo mới họ là người nó khó chịu không có nhúng nước là đây bác thế đánh là trước họ lại đây cho bác đánh lau nhà họ lại cho lau nhà để cho nó tay nó khô ấy và không qua nhúng nước là quả bị cảm đấy đấy trời đã lạnh rồi mình lại nhúng nước vào thì nó lại nhiễm đây. hàn. Bác cũng đây đây đấy đen xì luôn đây này, trên mặt đây. Đấy, đánh hết đen hết nhất là dưới cằm này này hai bên cằm này này Đấy. đây cằm đen luôn này đấy đánh cho nó đen đen đều chỗ nào cũng đen khắp mặt đen luôn không cần bôi gì luôn đấy dưới cằm này xong tí lấy cái giấy khô lau đi lấy giấy ăn lau đi là được đây bên này đã này bên này này đấy. 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 Khắp mặt luôn. Bây giờ bác thử đánh dưới tay rồi bác đánh vào trong lòng bàn tay xem có đen không lòng bàn tay ở đâu bác cứ đánh cả cả đấy đi Đánh tay trước vâng cho nó có thế rồi đấy, trên mặt đen nhưng mu bàn tay không đen có có người cũng có cũng những có ít hơi đen à. Có người chỉ như bác ấy chỉ đánh vài đường thôi nó đã dồn lên khoảng đây một rồi hai là ba dưới này bốn nó năm người nhẹ tính đếm thôi là nó sẽ đen nó dồn để dồn trên mặt rồi thì dưới này nó nhẹ vâng bao giờ cái đánh đầu tiên là cái nó ra nhiều nhất vâng đúng rồi đây thôi hơi được nó bắt đánh lòng bàn tay mà cho nên là nó đen là mỗi vị trí khác nhau đúng mà chỗ rồi nào nó đây thì đen cũng đen đi thế và nhưng nó mà hơi đen hơi kiểu tím mà không đen như trên mặt này lên nhiều này đen rất nhiều lòng bàn tay không đen thế là chứng tỏ có vai gáy lòng bàn tay cũng có bác ạ có đấy đây này có luôn chưa bôi gì luôn đây ở đây đây bác rửa tay tay cho còn còn rửa con rồi bác đi dừng lại cho con rồi đấy ui tay cũng đen như mặt luôn rồi bác đánh sang vị trí khác đi họ bác đã bác vài đánh nhắc sang rồi lệch lệch bác đánh chỗ này và chỗ này đây chỗ đây trắng nhá trắng này rồi bây giờ bác đánh đi đấy. Tức là trên tay ấy, thì đánh lâu hơn trên tay thì phải mất đến 15 20 tiếng đếm ấy thì nó mới ra đen còn trên mặt bác Vì chỉ cùng khoảng cái thứ nhất là cái da tay nó dày. da tay nó dày nó lạnh hơn Nhất trên là mặt thì cùng. của bác thì da nó mỏng chỉ cần đánh độ khoảng đến 7 8 cái lượt qua lại là đã đen đây đánh nãy giờ đã đen luôn rồi đấy. Rất ghê Đây luôn vâng này. Ui của bác bị nhiễm Hương quá nhiều này. luôn ấy Ê. bác bị nhiễm quá nhiều tay chân của bác toàn thân cái này bác về bác chịu khó đánh ngày nào cũng đánh Rồi. đấy này. Chắc chắn là đánh ở chỗ cái khuỷu chân là chắc chắn là nó cũng ra đấy. Đấy, tay Cái chỗ cũng mắt cá có chân ấy. mặt này tay này cho nên mấy hôm vừa rồi bị đau nhức Bị rất đau nhiều nhức, khó chịu, khó đầu chịu kiểu nó đen người đen nó nằm sao nó... đấy, tay đen không cần bôi gì luôn Đấy, đấy, có bôi gì đâu. Đấy. rồi Thế mới buồn cười. Tay còn ban nãy còn rửa đi rồi đi. Ví dụ như rửa tay đi rồi đi. rồi bây giờ bác thử ngồi đây bác đánh quả chân này bác chân đen Chân bây giờ không tháo được thì đen tháo ấy ra quần tất. à còn tất à thì thôi thôi bác Đang bảo đi thì thôi thay cho thì cái thôi tất ra ngoài. bác thôi bác đánh tay bên kia đi bác đánh tay này Buồn rồi. cười lắm. Bây giờ thử nhá tay kia thì đen rồi bây giờ thử sang tay này xem tay này xem có đen không à, đây bắt đầu này cũng thấy bắt đầu xuất hiện rồi đấy Xong cho lên phây đi để cho ông đánh ông xem. để Ông đánh bộ ô thì bà đến bà chữa bệnh à? tranh thủ Rồi tôi bảo cháu thầy. Thầy đánh cháu. đánh đen xì Tôi bảo đen rồi thầy đen rồi cháu. đen rồi tay thì nó lâu hơn trên mặt nhưng mà Nó dày. nó dày Nó cái chân dày nó cũng tiếp thế xúc với lại cái này mà cái dây thần nếu kinh mà nó ai đang nhức mỏi ấy, đau mỏi cổ vai gáy mà lưng đau chân đau tay đều đánh nó đều ra tay của bác cũng ra này đấy đấy đây đấy mất đấy khoảng vài chục Zalo giây cái đến một gì phút em đi tặng đấy, bác đánh sang vị trí khác máy đang đen bác
Bác cứ di chuyển sang bên cạnh xem nào. Họ đã đây nhá. Như vậy là bác rồi, bác đánh đường đấy đi. Như vậy nếu mà bác có đánh ở đây thì nó cũng đen. Đấy. Rồi đen xì. Lấy cái giấy, lấy danh cái giấy khô để lau cho bác này. Bên phòng anh. Đây. Đấy. Đen cả. Đánh vào một cái rồi cái kia nó yếu tay đánh một bên. À, có người thì nó không đen nhưng mà có người thì nó ra đen. Nó cứ nhức cảm nó đau nhất thì nó dễ dàng hơn. Rồi bây giờ bác ngồi xuống để cháu lau cho. Để bác ngồi soi gương ra cái gương đâu. À, cháu quay lại tí cho con xem lại video. Giờ bác ngồi đi. Đây, bác ngồi đi. Rồi ok rồi nha. Giờ bình thường đây. Đây là mọi người sẽ lấy cái con bọ cạp này, bọ cạp bạc Bách Chi này, đúng thương hiệu là logo Bách Chi, số điện thoại này. Đấy, mình đánh trà khắp mặt. Sau đó là mình có thể kết hợp với cả cao. Kết hợp với cả cao cúc vàng. Ai lạnh quá thì có thể bôi thêm chút cao cúc vàng này. Nhất là dưới lòng bàn chân, lòng bàn tay hoặc cổ gáy hoặc lưng, bôi thêm cao cúc vàng.